Mamá, tú duerme, sí. No. Ngon chưa? Ăn quá rồi. Đừng làm mà mình bị đánh. Nghe. Nó không nghe. Đánh mông đít rồi. Thằng nào hư á. Thằng nào hư mẹ bị đánh này. Ai hư? Ăn miếng này. Cắn. Ngon quá. Đừng làm ra cho mẹ. Chầm đấy. Chầm đấy, chầm đấy, đứng lên nhanh. Ăn đi. Đúng rồi. Ngon quá, ăn no đi. Đúng rồi, bỏ cái. Ngã xuống. Chui xuống đấy. Đủ cuối như này. Này, nói không nghe. Im. Đúng rồi. Đi. Con ngồi một tí xuống đây này mẹ. Đây này mẹ chặt coi cái lá này xuống cho con nhé. Nhớ chặt cái lá này xuống nhé. Ngồi im ở đây nhé. Đây.
làm gì? Một tí nữa thôi là xong rồi. Đây mình yêu nhanh. Đây mình kìa. Bấm mình biết à. Mẹ ăn rồi. Cho mẹ. Đẹp trai thì ngoan. Mẹ không ngoan thì không đẹp yêu. Cứ hư hư là không yêu. Mình quát rồi. Nhanh đúng lên. Dạ. Ừ, đi bắt cá. Dạ. Mẹ cho con đi bắt con cá. Dạ. Đi luôn. Dạ. Kêu cái dê đi kìa. Dạ.
bay 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 Thank you.
Ai cho? Ai cho cô ăn? Nhưng ai cho cô ăn? Ai cho cô ăn? Hả? Ai cho? Ai cho? Ai cho con chị ạ? Có con niềm đây. Bắt cho mẹ xem đây. Làm sao?
Tiếp. Tiếp. Tiếp cái gì? Tiếp. Tiếp cái gì? Hả? Tiếp 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 gì vậy? Con nghịch cái gì mà vui thế? Vui thế. Yêu ơi. Yêu. Cười chưa? Ai cười đẹp chưa? Nghe được đâu. Ngã xuống đấy, không nghe đâu. Ở im đấy thôi. Sợ lắm. Không nên đâu, ở im đi. Nó không nên, ở im đi. Tiếp cái gì mà tiếp? Tiếp. Tiếp cái gì đấy?
Đấy đúng rồi, con nhìn vào đây cho mẹ. Úi, đây này con nhìn quá to ấy. Nhiều to. Nhổ cho mẹ đi. Nhèm. Con nhổ bao giờ cho mẹ? Nhèm đâu không sợ, con nhèm ấy đâu nó cắn nhổ. Chắc. Đi đi. Con nhổ bao giờ cho mẹ? Đúng rồi, nhổ, nhổ cho bao giờ cho mẹ. Làm đi, con làm cho mẹ đi. Làm chứ. Hết á, nhổ hết, đúng rồi, con giỏi quá, nhổ hết cho mẹ. Nhổ chưa? Dạ. Đúng rồi, giỏi quá, hoan hô thằng dạ. Trai của mẹ. Giỏi quá rồi. Lớn rồi. Lớn. Đúng rồi, lớn quá rồi. Dạ. Nhổ đi. Nhổ cho mẹ. Đừng ngã xuống. Ăn. Ăn cái gì cái củ này? Ừ ạ. Ồ con nhổ, nhổ, nhổ. Mình nhổ vào giỏ cho mẹ. Nhổ đi. Nhổ vào giỏ nhá. Đi đi, mang vào giỏ cho mẹ. Mang vào giỏ chưa? Mang đúng rồi, cho vào giỏ cho mẹ. Cho vào giỏ đi. Đừng ngã xuống đấy con. Nghịch con run đấy, nó có cắn rồi. Ê, đừng làm như thế con. Làm như thế nó gãy của mẹ, nó gãy của mẹ. Mông đít. Đấy là mông đít cho. Mẹ, mẹ. Mẹ ở im đấy. Nhỏ cái gì mà nhỏ. Thằng Tiêu. Mm-hmm.
Run đâu? Ở đâu có run? Ở đâu có run? Nhìn run ở đâu? Ngã xuống bây giờ. Ông đi ra đấy đâu? Con đỉa nó ở kia kìa. Ra đấy con đỉa nó chết đấy. Ra đấy là đỉa đấy. Ngã ăn đòn. Lên đấy ông ngã đấy. Mẹ nó không nghe. Mẹ nó không nghe ngã xuống mẹ đánh mồm. Đừng làm hỏng của mẹ rồi. Đánh rồi. Ăn đòn vào mông đít rồi. Đừng làm hỏng của mẹ đánh mông đít. Đít cho con. Trong quay này để lên. Nhanh còn đến chợ. Nè. Đi chợ mua cái gì? Nè nè. Mua bánh rán. Rán. Ừ, mua bánh rán cho con ăn. Rán. Ừ, mua bánh rán cho con ăn. Cắn trò. Cắn. Cắn quần. Bây giờ đi. Ở im. Ở chợ cái gì mà ở chợ. Ở chợ. Đi chợ bán hết khoai đi. Xong mẹ mua bánh rán cho con. Rán. Ồ. Xoài 3 con 3 mỏ, 25.000 2 cân. Xoài 3 con 3 mỏ. Mấy thước của con người. Mất hai bọn. Ăn được một bọn.
Thank you.
Ôi lớp, mình đã hai dòng không lưng được. Ai cần con này đây? Ở trong chợ này cứu à.
0301 2531 2531.